lên full 135 cho Suzuki FE 110 tìm xe khách. Máy đang tháo ra để lên full 135 nha nè. Anh em nào chạy Suzuki FE muốn lên full 110, 125, 135, 150, 175, 200, 250 cứ qua tìm xe khách nè. Tới địa chỉ 462-15, đường 3 tháng 2, phường 2 quận 10. Anh có làm nồi làm máy nước máy cho anh em ha. Nhận lên thắng đĩa trước thắng đĩa sau, sơn xe dọn chuyển luôn nha anh em. Anh em nào ở xa có thể liên hệ Khánh để gửi xe mua hàng. Số điện thoại Khánh 038 9910 535. Nhận ship Hàn Quốc cho anh em. Đó phải Yamaha Suzuki FE. Thời gian làm khoảng 1 buổi là xong nha nè. Tranh thủ tới sớm xong. Rồi, chào tất cả anh em.